Trên cơ thể các bạn thì các bạn thấy đâu là bộ phận mình tự tin nhất, thu hút nhất và quyến rũ nhất? Hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Các bạn thân mến, trên cơ thể của mỗi cung hoàng đạo thì có rất nhiều những bộ phận, có thể là mắt, mũi, môi hay là đôi chân, là đặc điểm thu hút, gây ấn tượng mạnh với người đối diện và được coi là vũ khí chết người. Vậy bạn đã biết cung hoàng đạo của mình sở hữu đặc điểm chết người nào hay chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nhé. Bạch dương, đôi lông mày và sự mãnh liệt. Bạch dương là một trong những cung hoàng đạo thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến cho bạch dương càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác là ngoại hình xinh đẹp và tính cách tốt bụng của mình. Đôi lông mày sắc bén phản ánh sự mãnh liệt của bạn, luôn rực lửa và độc lập. Bạn hướng ngoại, tự tin và luôn tận hưởng sự đồng hành cùng với mọi người xung quanh. Thế nên, bạn được sinh ra với khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Một khuyết điểm nhỏ trong sức hút của bạch dương chính là tính cách thất thường, nhưng vẫn ổn thôi vì bạn sẽ nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc của mình. Kim ngưu, đôi môi gợi cảm và tính cách thực tế. Kim ngưu mang vẻ đẹp thuần khiết, nguyên bản và tự nhiên. Đôi môi gợi cảm chính là nét thu hút trên gương mặt bạn. Thật khó để mô tả đôi môi đó của các bạn. Có thể nó không theo tiêu chuẩn giới trẻ hiện nay là phải dày, phải cong, thật sexy, mà nó mang một nét gì đó cuốn hút khó tả, khiến cho người đối diện không thể rời mắt. Đặc biệt là những người khác giới chỉ muốn lao tới mà thôi. Ngoài ra, ẩn trong sự thoải mái thường ngày, bạn vốn là một người kiên định, có mục tiêu, biết cách hoàn thành công việc và xuất sắc trong vai trò lãnh đạo. Vì tính cách khá thực tế của mình, Kim ngưu thường được mọi người tin tưởng khi đưa ra lựa chọn nào đó. Song tử, nước da tuyệt vời và phong thái tỏa nắng. Với dáng vẻ vô ưu vô tư dường như trong mọi tình huống, song tử luôn mang đến cảm giác như một đứa trẻ luôn tươi vui và rạng rỡ. Vốn là một người dễ tính, lạc quan và hào sảng, bạn được rất nhiều người yêu thích và đồng ý kết bạn. Là cơn gió tự do, song tử rất dễ thay đổi và không thích ràng buộc quá nhiều trách nhiệm quanh mình. Chính điều này đã làm giảm bớt đi sức hút của song tử. Cự giải, vẻ ngoài ngây thơ và óc sáng tạo. Với bản chất chu đáo, tình cảm, cùng với gương mặt xinh xắn, ngây thơ, ai mà không đổ gục trước cự giải chứ? Bộ óc sáng tạo cũng là đặc điểm thu hút của cự giải. Những ý tưởng mới lạ mà bạn đưa ra khiến mọi người cảm thấy thú vị và bị hấp dẫn. Tuy nhiên, việc sở hữu chỉ số cảm xúc cao sẽ khiến cho bạn dễ tổn thương và cảm thấy bị xúc phạm vì sự vô tình của người khác. Sư tử, mái tóc bồng bềnh và sự tự tin. Là một người thuộc cung sư tử, bạn sở hữu mái tóc dày và khỏe, thu hút mọi người xung quanh. Cùng với phong thái tự tin và lòng can đảm của mình, bạn đi đến bất cứ đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý và dần trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, tính cách quá mạnh mẽ của bạn đôi khi áp đảo cả người khác, làm cho họ cảm thấy không được thoải mái khi ở gần bạn. Đừng cố gắng kiểm soát một ai đó hay là tranh cãi với người khác chỉ để chứng tỏ quan điểm của mình là đúng. Mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau. Hãy học cách lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác sẽ khiến bạn trở nên quyến rũ hơn đấy. Sử nữ, làn da căng bóng và sự thông minh. Sử nữ được biết đến là cung hoàng đạo theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cùng bản chất kiên trì. Một làn da mịn màng, trơn bóng chính là minh chứng cho việc bạn luôn chăm chút cho bản thân mình. Đừng bị lầm tưởng bởi vẻ ngoài ngây thơ trời phú của sử nữ. Thực chất, bạn là người rất thông minh và luôn chú ý đến tiểu tiết mà người khác chưa phát hiện ra. Đi cùng với những ưu điểm đáng để tự hào này, sử nữ lại có tính cách quá kén chọn và nghiêm khắc. Vì vậy, để giữ nguyên sức hút của mình, bạn đừng cố soi xét người khác và dần học cách chấp nhận những khuyết điểm của mọi người. Thiên bình, mà lúm đồng tiền và cử chỉ tao nhã. Thiên bình là một cung hoàng đạo có kỹ năng giao tiếp rất tốt, khéo léo xử lý các mối quan hệ và cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống. Bạn toát lên khí chất ôn hòa, khiến cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên. Tuy nhiên, thiên bình lại mang trong mình một nỗi sợ cô đơn. Điều này khiến cho bạn cảm thấy thiếu thốn và trở nên chiếm hữu thái quá trong các mối quan hệ. Do đó, bạn cần học cách chấp nhận rằng cô đơn không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Với những cử chỉ lịch thiệp, tào nhã và khả năng quảng giao của mình,
cộng thêm nụ cười quyến rũ nữa thì chắc chắn bạn sẽ làm tan chảy vô số trái tim. Bọ cạp, đôi mắt thôi miên và tính cách mạnh mẽ. Nếu hỏi cung hoàng đạo nào có vẻ ngoài quyến rũ và bí ẩn nhất, hẳn là bọ cạp sẽ chiếm vị trí đầu tiên. Bởi bọ cạp sở hữu đôi mắt quyến rũ khiến cho người khác phái say đắm. Bọ cạp dễ dàng thu hút người khác nhờ vào đôi mắt hút hồn, nét quyến rũ vốn có và một cá tính tràn đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, đôi lúc bọ cạp không chiếm được thiện cảm của người khác bởi vì tính cách khá hung hăng, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Điều bạn cần làm ngay lúc này chính là học cách trở nên ôn hòa hơn, khống chế cảm xúc của bản thân và đặt niềm tin vào mọi người xung quanh. Thêm vào đó, đôi mắt của bọ cạp sẽ trở nên sắc lạnh và mang sức sát thương cao nếu như ai đó làm phiền lòng họ. Và nếu như các bạn để ý thấy ánh mắt của bọ cạp đã chuyển sang trạng thái khác thì hãy dừng ngay hành động trêu tức của mình lại khi còn kịp. Nhân mã, nụ cười quyến rũ và sự tích cực. Độc lập, mạnh mẽ và luôn cháy bỏng đam mê chính là những điểm hình thành nên sức hút cho nhân mã. Thêm vào đó, nụ cười quyến rũ cùng với tính cách tuyệt vời khiến cho người khác khó lòng phòng bị trước sức hút của bạn. Thế nhưng, chính tinh thần tự do của bạn đôi khi sẽ gây tổn thương đến người khác. Tuy sự tự do rất quan trọng đấy, nhưng bạn cũng cần phải học cách tôn trọng và thấu hiểu cảm xúc của những người xung quanh. Nhớ nhé các nhân mã! Market, đôi chân thu hút và thái độ nghiêm túc. Market được đánh giá cao bởi thái độ nghiêm túc, không ngừng nỗ lực của mình. Nhìn bề ngoài, người khác chỉ thấy được sự bình thản của bạn. Nhưng thực chất, bạn rất tập trung, kiên trì và luôn cố gắng để giành chiến thắng. Ngoài tính kỷ luật cao, bạn còn sở hữu đôi chân khỏe khoắn, rắn chắc và không bao giờ dừng bước. Đa phần thì các market đều sở hữu đôi chân đẹp. Có thể đó là một đôi chân dài miên man, nhỏ nhắn, hoặc đó cũng có thể là một đôi chân săn chắc rắn giỏi. Bởi vậy, các bạn market hãy tận dụng đặc điểm này của mình trong việc chọn các trang phục phù hợp nhé! Bảo bình, bàn chân nhỏ nhắn và vẻ đẹp khác biệt. Đôi bàn chân nhỏ nhắn với vẻ đẹp khác biệt chính là điểm thu hút của các bạn thuộc cung bảo bình. Giữa đám đông, những người thuộc cung bảo bình dường như chưa bao giờ mờ nhạt như một kẻ qua đường. Cùng với tính cách có phần khác người, bảo bình rất dễ dàng khiến cho người khác lọt hố bởi những ý tưởng mới lạ và hài hước. Với những suy nghĩ điên rồ nhưng cũng rất sáng tạo, bạn sẽ khiến cho người khác ngạc nhiên và cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, đây cũng chính là vấn đề của bảo bình. Bạn nhìn nhận cuộc sống này không theo một quy luật nào cả, và đôi khi mọi người không thể đuổi kịp những ý tưởng điên rồ của bạn. Song ngư, đôi mắt sâu thẳm và trí óc nhạy bén. Cửa sổ tâm hồn chính là điểm thu hút nhất của song ngư. Khi nhìn vào đôi mắt của bạn, người khác cảm giác như bị xé rách vỏ bọc bên ngoài và nhìn thấy con người thật ẩn sâu bên trong họ. Bạn là một người chu đáo và dễ dàng đồng cảm với người khác, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Dù có vẻ ngoài thân thiện, nhưng mà song ngư lại khiến cho người khác thấy khó gắn kết với bạn. Bạn nhạy cảm và hành động theo cảm xúc. Nhưng khi mọi chuyện không diễn ra như những gì bản thân mong muốn, bạn lập tức trở nên xa cách với người khác mà chẳng giải thích một lời nào cả. Đến đây thì các bạn đã biết đặc điểm nào thu hút nhất trên cơ thể của các cung hoàng đạo của mình chưa? Liệu ở ngoài chúng có được đẹp như thế không? Hãy chia sẻ ngay suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận nhé! Mà nếu như đặc điểm chúng mình kể ra không được đẹp như bạn mong muốn thì cũng không sao cả. Mỗi người đều có một điểm mạnh, điểm quyến rũ riêng. Nếu hiện tại bạn chưa thấy thì hãy tiếp tục tìm kiếm và nâng cấp bản thân. Rồi một ngày sớm nhất bạn sẽ phát hiện ra đặc điểm tỏa sáng nhất của mình. Giờ thì các bạn hãy ủng hộ cho chúng mình bằng cách like, share video này, sau đó subscribe kênh Tốt Một Khám Phá và ấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại danh sách phát về 12 cung hoàng đạo và nếu như bạn là một người yêu thích chủ đề này thì đừng bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!